Thưa quý khán giả, sương sáng dày, ngày âm u hoặc có khi nắng gắt là kiểu thời tiết mà chúng ta thường thấy vào những ngày giáp Tết. Hôm nay đã là 24 tháng Chạp, không khí Tết tràn ngập khắp mọi nơi. Người nông dân cũng chăm chỉ thăm đồng để chuẩn bị cho một vụ đông xuân thắng lợi. Chương trình tọa đàm trực tiếp Phú Nông giúp nhà nông chăm sóc cây trồng kỳ này. Hai khách mời chia sẻ với nông dân các giải pháp phòng trị đạo ôn, sâu hại và các loại côn trùng gây hại. Mộng Mơ xin được trân trọng giới thiệu hai khách mời chương trình hôm nay. Trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang. Trân trọng giới thiệu kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Chương trình đang được trực tiếp trên sóng truyền hình Hậu Giang HCTV, livestream trên fanpage truyền hình Hậu Giang và fanpage công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Quý khán giả theo dõi và đặt câu hỏi tương tác với chương trình để nhận về các phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Khán giả có câu hỏi xin gọi vào các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc có thể nhắn trực tiếp vào phần bình luận của chương trình trên các hạ tầng số. Thưa Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, thời tiết dịp Tết này thì ruộng lúa của nhà nông đang phải chịu áp lực sâu bệnh. Vậy thì khi mà sương sáng dày thì nông dân cần phải chú ý điều gì ạ? Dạ, xin cảm ơn Mộng Mơ. Kính chào quý bà con và khán giả đang xem đài. Thì trong những cái ngày giáp Tết này thì các cái trà lúa hiện tại thì đang phát triển tốt. Như bà con biết thì đối với đồng bằng sông Cửu Long mình, hiện tại thì lúa đang tập trung nhiều nhất là giai đoạn đồng trổ tới trổ chính. Thì hiện nay thì giai đoạn đẻ nhánh là khoảng 300.000 hecta và cái đồng trổ là khoảng trên 700.000 hecta. Và trong tuần qua thì theo số liệu của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam thì cũng ghi nhận các cái đối tượng như là đạo ôn, rầy nâu có xuất hiện nhưng mà mật số giảm. Đặc biệt là rầy nâu thì bà con là biết đang là tuổi 4 tới trưởng thành. Do đó thì trong những cái ngày Tết sắp tới thì có sẽ khả năng sẽ có một cái lứa rầy nó nở. Còn về cái một cái đối tượng mà gia tăng diện tích nhiễm đó là cái con rầy phấn trắng. Thì toàn vùng đã ghi nhận là khoảng trên 29.000 hecta nhiễm. Như là Mộng Mơ đặt ra cái vấn đề đó. Hiện tại lúa thì đang trên đồng thì bà con đang chịu một cái vấn đề về cái sâu hay là bệnh hại nó gây hại. Đặc biệt là những ngày Tết này thì bà con chúng ta là lo tất bật những cái dịp như là những cái lễ viếng hoặc là khi mà Tết tới thì những cái chúng ta ăn Tết thì chúng ta không có đi thăm đồng thì bà con chúng ta rất là lo lắng. Và hiện nay thì bà con biết là sáng sớm thì trời đang có sương mù, nhiệt độ trung bình á thì nó khoảng là từ 26 tới 28 độ C và cái chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất là cao. Do đó thì cái điều kiện như thế là một cái điều kiện mà thuận lợi cho cái điều kiện cái bào tử nấm hay là cái vi khuẩn nó sẽ phát triển và nó gây hại. Và với cái tình hình về các cái đối tượng sâu rầy khác nó đang xuất hiện trên đồng, do đó thì bà con chúng ta cần phải chú ý cái vấn đề thăm đồng. Không vì mà những ngày giáp Tết này mà chúng ta phun thuốc để chúng ta an tâm nghỉ Tết những ngày dài 7 ngày, 10 ngày mà chúng ta rong ra thăm đồng thì nó sẽ có nguy cơ là nếu mà những cái đối tượng dịch hại mà chúng ta không phát hiện sớm thì có sẽ khả năng sẽ phát triển và gây hại nặng làm cho ảnh hưởng tới năng suất lúa. Do đó thì cái vấn đề là điều kiện thời tiết đang thuận lợi cho nấm bệnh cũng như một số sâu rầy nó phát triển thì bà con chúng ta cần phải thăm đồng và có cái biện pháp can thiệp kịp thời khi mà nó xuất hiện thì nó mới mang lại hiệu quả phòng trừ cao ạ. Dạ, xin được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy ạ. Thưa kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, hiện nay thì nông dân cũng lo lắng các loại bệnh như là đạo ôn, sâu hay là rầy phấn trắng. Vậy thì kỹ sư nhận định gì về các đối tượng gây hại này ạ? Dạ, kính chào bà con và các bạn xem đài. Thì như chúng ta cũng biết rằng là với cái giá lúa nó đang có cái mức cao, cái cộng thêm nữa là trong cái điều kiện mà bà con mình cũng biết rằng á, thì khi mà cái giá lúa cao thì tất cả hầu như bà con mình là đều tranh thủ đi xuống giống, cho nên đây cũng là một trong những cái điều kiện mà hiện tại đang diễn ra, tức là hiện tại trên cái vùng của mình là cái trà lúa nó rất là nhiều trà. Cái thứ hai nữa cũng chính là cái việc mà cái giá lúa nó cao như vậy thì bà con lại là cũng bón phân nó mạnh tay hơn. Đây là ba cái yếu tố mà nó dẫn đến cái tình trạng là tình hình dịch hại nó có khả năng nó bộc phát, đặc biệt là đối với cái đối tượng là cái con sâu cuốn lá. Và khi đối tượng sâu cuốn lá mà nó xuất hiện thì bà con mình cũng lại là cứ nghĩ rằng là đây là cái đối tượng cũng quen rồi, cho nên là cũng không cần phải quan tâm nhiều. Tuy nhiên khi đã bà con mình đã thấy nó gây ảnh hưởng rồi, bà con mình can thiệp thuốc thì lúc này nó có khả năng nó sẽ muộn. Thì bà con mình cũng thấy là trong thời gian gần đây là nhiều ruộng của bà con nông dân mình sẽ xảy ra cái tình trạng là sâu rối lứa. Thì bà con mình cũng đang hoang mang và thắc mắc để trong cái việc mà quản lý cái sâu rối lứa trên cái đồng ruộng của mình. Thì bà con mình cũng biết trong cái điều kiện hiện tại
trà lúa nó rất là nhiều cái tuổi lúa khác nhau, cộng thêm cái điều kiện thời tiết thì thạc sĩ Thí cũng đã vừa trình bày, thì đây là một trong những cái điều kiện mà có khả năng là nó làm cho cái đậu ôn nó bộc phát, nó phát triển. Thì đây là những cái vấn đề mà bà con mà mình quan tâm. Cái đối tượng thứ ba mà hiện nay thì bà con mình cũng đang quan tâm và lưu ý, đó là cái đối tượng con rầy phân trắng, thứ hai là gọi là con bọ phân trắng. Thì đây là một cái đối tượng nó mới xuất hiện, thì hiện tại là ở công ty cũng đã tiếp cận với bà con nông dân và cũng đi thực tế, thì hiện tại nó đã xuất hiện trên nhiều vùng, trong đó có cái là Bạc Liêu, Sóc Trăng và An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An. Hiện tại nó đang xảy ra cái tình trạng cái rầy phân trắng này cũng khá là phổ biến, mà bà con mình cũng đã biết rồi. Đây là một cái đối tượng thì bà con mình cho rằng là nó cũng không phải là quan trọng lắm, nhưng mà khi nó đã gây hại rồi thì bà con mình mới can thiệp vào thuốc. Thì khi mà can thiệp vào thuốc thì bà con mình cũng lúng túng trong cái việc là chọn cái thuốc nào để mà quản lý, thì lúc này nó không có giảm được cái mật số, cho nên là bà con mình đã thấy được là khi can thiệp rồi tại sao nó không hiệu quả, nó chưa hiệu quả, và bà con mình đã thắc mắc. Cho nên là cái việc mà trong cái điều kiện này thì cái nhận định trong cái vụ đông xuân này, bà con mình nên thăm đồng thường xuyên, và cái giai đoạn cận Tết như thế này thăm đồng thường xuyên để cần thiết phải can thiệp cái thuốc để mà quản lý được cái dịch hại cho nó hiệu quả. Đặc biệt là bà con mình sử dụng cái thuốc làm sao theo cái nguyên tắc bốn đúng, đây là một cái vấn đề mà bà con phải lưu ý để quản lý cái dịch hại cho đồng ruộng của mình. Dạ, xin cảm ơn. Vâng ạ. Thưa quý khán giả, như kỹ sư Nguyễn Đình Nhân vừa nhận định thì các loại dịch hại này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển, mà đặc biệt là giai đoạn trổ. Và tình hình thực tế thì được phóng viên chương trình ghi nhận qua phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng hai khách mời theo dõi. Mỗi buổi sáng ra đồng, nông dân đều thấy lúa dương đầy sương trên ngọn. Đây là kiểu thời tiết mà nông dân nào cũng lo, khi mà lúa đã dứt phần bón đồng và đang có mùi dùi khá to, chính thức bước vào giai đoạn sinh sản. Các vết chấm kim của đậu ôn, các đàn bướm của sâu cuốn lá thường trực sau các cửa phân, nông dân không còn xa lạ. Hiện đây trên đồng có thêm rầy phấn trắng chích thuốc làm lúa bị vàng dần. Lúa này 35 ngày mà lo lắng nhất là rầy phấn trắng. Thời tiết này nó lạnh rồi bằng đêm nhiệt độ nó thấp rồi sương, rồi lúa mình nó dễ bị đôn lắm. Rầy phân trắng giờ hồi đó giờ nó số lượng nó ít lắm, nó năm nay thì số lượng nó nhiều lắm. Hôm nay là có người nó bị vàng lúa dữ lắm luôn, lúc nó chỗ. Thì hỏi với kỹ sư là bên công ty có cái loại thuốc nào để quản lý được rầy phân trắng tốt không? Cùng làm ruộng lân cận, nông dân Quỳnh Văn Lợi cũng lo lắng đậu ôn và rầy phân trắng gây hại lúa đông xuân. Thời tiết này là chủ yếu là đậu ôn với rầy phấn trắng. Cho hỏi ví dụ như là rầy cánh trắng với đậu ôn xịt chung được không? Hay là xịt riêng từng cái? Bên cạnh đậu ôn, sau cuốn lá và rầy phấn trắng, trong thời tiết lạnh, sương nhiều như hiện nay, thì nông dân cũng trải qua đợt nắng nóng trước và sau Tết Nguyên Đán. Lúc này nông dân chú ý thêm các loại ký sinh trùng chích thuốc như nhện nhé, rầy nâu. Mắc RAM 800 VDG với công nghệ tiên tiến, hòa tan nhanh. Mắc RAM 800 VDG là sản phẩm có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chuyên đặc trị côn trùng chích thuốc là bimetrozin và nitembiram, trong đó có rầy phấn trắng. Mắc RAM 800 VDG là hỗn hợp thuốc trừ sâu rầy có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp. Thuốc có hiệu lực diệt trừ tức thời đối với rầy hại lúa. Lượng nước phun từ 400 đến 500 lít trên 1 hecta, phun thuốc lúc trời mát. Mắc RAM 800 VDG triệt phá ổ rầy. Mọi thắc mắc cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ đường dây nóng miễn phí cước 1800 1163. Phú Nông mang đến sự khác biệt. Như chia sẻ của nông dân trong phóng sự vừa rồi thì ngoài cái nỗi lo về đậu ôn thì đối tượng rầy phấn trắng cũng làm cho bà con mình khó khăn trong cái việc quản lý. Vậy thì thạc sĩ có thể cho biết là hai đối tượng này xảy ra thì nhà nông cần phải chú ý kỹ thuật canh tác như thế nào ạ? Dạ. Kính chào quý bà con ạ. Thì đối với cái đậu ôn hiện nay đã xuất hiện và rầy phấn trắng thì cũng đã xuất hiện ở các cái tỉnh, đặc biệt là giáp với Hậu Giang thì Kiên Giang là cũng xuất hiện rất là nhiều rầy phấn trắng. Do đó thì nếu mà ruộng chúng ta xuất hiện cả hai đối tượng này thì trong cái vấn đề canh tác bà con cần chú ý. Thứ nhất là cái giữ cái mực nước ruộng phải ổn định. Tại vì nếu mà đậu ôn mà ruộng nó bị khô nước thì nó cũng sẽ gây hại nặng. Và rầy phấn trắng cũng vậy, nếu mà trong điều kiện khô thì nó cũng sẽ chích thúc và nó sẽ gây cái điều kiện là gây có thể là vàng lá trên cái lúa rất là nhiều. Cái thứ hai thì khi mà nếu mà chúng ta phun thuốc á, thì bà con chúng ta cần lưu ý là bà con nên phun thuốc thì vào lúc chiều mát. Tại vì đối với cái con rầy phấn trắng nó sẽ thường vũ quá vào giấc chiều,
Do đó thì khi mà chúng ta phun vào với giặt chiều mát thì chúng ta sẽ giặt xế chiều á, thì nó sẽ diệt được cái ấu trùng và thành trùng. Còn khi mà phun á, chúng ta lưu ý là chúng ta phải hạ cái vòi xuống, tại vì cái con rầy phấn trắng này nó nhấp ở dưới mặt dưới lá. Do đó thì khi phun mà chúng ta hạ cái vòi xuống thấp ở phía dưới, và đồng thời thì cái vòi nó phải phun chĩa lên trên thì nó mới giúp cho thuốc tiếp xúc được với cái con rầy nhiều, thì mang lại cái hiệu quả phòng trừ cao ạ. Dạ. Dân sẽ được cảm ơn thạc sĩ ạ. Thưa kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, trong phóng sự thì hai nhà nông cũng có thắc mắc là sử dụng loại thuốc đặc trị nào để mà trừ đậu ôn và rầy phấn trắng, và phun hai loại thuốc cùng một lúc có được hay không ạ? Dạ. Dạ kính chào bà con. Thì cái đối tượng cái rầy phấn trắng thì bà con mình cũng phải lưu ý, thì trong cái việc mà chọn cái thuốc đó là một cái điều đương nhiên, tuy nhiên nó phải tới ngoài cái ngưỡng đó mình mới phải xác định được là mình phải can thiệp vào thuốc. Thì bà con mình cũng biết rằng nếu như mà lúa mình ở giai đoạn nhỏ mà mình đi thăm đồng mình thấy cái mật số nó chưa cao thì mình khoan đã phun. Đây là một cái vấn đề mà bà con sẽ tiết kiệm được cái chi phí ban đầu. Đây này là vấn đề mà bà con mình cần lưu ý. Vì nghe thông tin là cái rầy phấn trắng nhiều mà bà con mình mới thấy một vài con mà bà con mình đã can thiệp thuốc vào, thì đây là một cái trường hợp mà nó chưa đúng trong cái việc mình quản lý, thậm chí là nó sẽ tốn tiền cái việc mà sử dụng thuốc của mình. Bà con mình nên lưu ý việc này. Cái thứ hai nữa là nếu mà ở cái giai đoạn đặc biệt đối với con rầy phấn trắng á, thì ở cái giai đoạn đồng chỗ thì bà con mình phải quan tâm. Cái này là cái vấn đề mà nó có khả năng ảnh hưởng đến cái quá trình cái năng suất của mình sau này. Thì hai cái đối tượng là con rầy phấn trắng và cái đậu ôn, thì công ty khuyến cáo bà con mình về cái đối tượng mà rầy phấn trắng, khi nó đã tới một cái ngưỡng mặt số mình cần phải can thiệp thì bà con mình nên chọn cái sản phẩm nào nó có nằm trong danh mục và được phép sử dụng ở Việt Nam thì mình can thiệp. Một số bà con mình sử dụng những cái loại thuốc nó không rõ nguồn gốc thì đây cũng rất là nguy hiểm. Thì công ty khuyến cáo là cái sản phẩm là mắc ram 800 VWG của công ty. Đây là sản phẩm mà hiện nay là nông dân ở mấy tỉnh mà đang ruộng lúa đang bị nhiễm rầy phấn trắng và đã sử dụng mà nó mang lại hiệu quả cũng khá là tốt. Cái thứ hai nữa là cái đậu ôn. Thì trong cái điều kiện này là đậu ôn lá, đậu ôn cổ bông, thì công ty khuyến cáo bà con mình sử dụng cái sản phẩm Trobinlet 400HC. Đây là cái sản phẩm đặc trị cái bệnh đậu ôn trên lá và đậu ôn cổ bông. Hai cái sản phẩm này mà khi mà bà con mình sử dụng thì bà con mình nên lưu ý là cái việc mà bà con mình rầy phấn trắng, bà con mình rất lo ngại ở cái vấn đề là ở giai đoạn lúa, giai đoạn trổ nó có khả năng là nó gây làm nắng lúa hay là không. Đây là một vấn đề bà con mình quan tâm. Tuy nhiên với cái sản phẩm mắc ram 800 VWG, bà con mình yên tâm và sử dụng cái sản phẩm này và có khả năng kết hợp với sản phẩm Chobinlet để quản lý cùng một lúc trên hai cái đối tượng là rầy phấn trắng và cái bệnh đậu ôn, thì nó mang lại cái hiệu quả cho bà con mình rất là tốt. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ. Nông dân Trần Văn Nhớ tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thì cũng có câu hỏi dành cho cả hai khách mời như thế này. Rầy phấn trắng xuất hiện với mật số gây hại bao nhiêu là có thể phun thuốc, cũng như dòng đời của rầy phấn trắng ra sao, và hiện nay lúa nhiễm sâu cuốn lá và rầy phấn trắng thì xử lý như thế nào? Trước tiên thì xin được mời thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy sẽ tư vấn trước ạ. Dạ, xin chào anh Nhớ ạ. Thì anh hỏi là cái rầy phấn trắng thì xuất hiện với mật số bao nhiêu là phun thuốc. Thì bà con chúng ta biết là cái con rầy phấn trắng đó, cái dòng đời nó khoảng là từ 17 tới 24 ngày. Khi mà nó giai đoạn thành trùng á, nó bắt cặp một hai ngày sau thì đẻ trứng, và cái trứng đó thì từ khoảng là 6 tới 8 ngày thì nó sẽ nở ra ấu trùng. Cái con ấu trùng thì nó sống khoảng 7 tới 10 ngày thì nó sẽ chuyển qua cái giai đoạn nhộng hoặc là giả nhộng. Và khi mà cái mật số của nó là nếu mà khoảng là từ 15, theo khuyến cáo đó, từ 15 tới 20 con trên tép, hoặc là chúng ta thấy là 5 con ấu trùng trên lá thì bà con có thể tiến hành phun thuốc. Và đối với cái con rầy này thì thường nó phát triển vào cái điều kiện hanh khô, nhiệt độ thì phải cao trên là 26-27 độ và ẩm độ thì thấp, tức là dưới 80 độ, nó mới phát triển và gây hại. Và những cái ruộng mà nếu mà chúng ta rậm rạp hay là bà con chúng ta phun mà thuốc trừ ra sâu rầy vào giai đoạn sớm mà phun thuốc phổ rộng á, tức là cái quần thể thiên địch nó thấp, thì cái rầy phấn trắng nó sẽ xuất hiện và nó gây hại nhiều trên cái những cái ruộng đó. Dạ. Vâng ạ. Còn về ý hiện nay á, lúa nhiễm sâu cuốn lá và rầy phấn trắng thì xử lý như thế nào, thì xin được mời kỹ sư Nguyễn Đình Nhân sẽ tư vấn ạ. Dạ. Dạ xin chào. Thì cái trong mà cái ruộng lúa của mình mà nó vừa xuất hiện hai cái đối tượng con rầy phấn trắng và cái sâu cuốn lá, thì tuy nhiên bà con cũng đã biết rồi, cả hai đối tượng này nó đều là tấn công trên cái lá lúa, cho nên là cái việc mà điều quan trọng là bà con mình phải là sử dụng làm sao đúng cái sản phẩm. Cái thứ hai nữa là khi phun phải đúng cái đủ cái lượng nước thuốc phun.
để đảm bảo được cái đối tượng này. Bà con mình cũng đã biết rồi, nhiều bà con nông dân thì phun với một cái lượng nước nó không đảm bảo, thì khi mà cái lúa mình càng lớn thì cái lượng nước nó không đủ thì nó không bao giờ nó quản lý được cái đối tượng mà như bà con mình mong muốn, cho nên mình và bà con mình cũng phải là lưu ý. Thì về phía công ty đối với sâu cuốn lá thì công ty khuyến cáo bà con mình là sử dụng cái sản phẩm Panmax 350SC của công ty, và cái trại phấn trắng thì công ty cũng còn khuyến cáo bà con mình sử dụng cái thằng Macram 600VWG, 800VWG. Đây là một cái sản phẩm mà nông dân cũng sử dụng, và sự kết hợp hai cái sản phẩm này cùng một lúc vẫn được. Tuy nhiên bà con mình cũng phải lưu ý mật số của cái đối tượng nào, trong giai đoạn lúa nào, ưu tiên cho cái đối tượng nào thì mình sử dụng, thì lúc đó nó hiệu quả nó sẽ mang lại cao hơn. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ. Thưa quý vị, và thông qua đường dây nóng của chương trình thì bộ phận thư ký của chúng tôi có nhận được một câu hỏi của khán giả Nguyễn Minh Trí ở Châu Thành, Sóc Trăng, muốn dành cho cả hai vị diễn giả như thế này. Ý thứ nhất muốn dành cho thạc sĩ Thúy. Anh hỏi là lúa OM5451 đang trổ lẹt xẹt, thấy có nhiều loại bớm trắng sọc vàng, vậy có ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn của lúa hay không? Và trong nguyên tắc 4 đúng, khi mà thời tiết đang lạnh thì lưu ý cái đúng nào để chúng ta phun thuốc hiệu quả? Xin được mời thạc sĩ. Xin chào anh Trí ạ. Thì anh hỏi là lúa anh đang trổ lẹt xẹt mà thấy có bướm trắng xuất hiện thì nó có ảnh hưởng tới quá trình trổ hay không? Và như vậy thì phun thuốc trong cái thời tiết như thế này thì chúng ta chú ý cái gì? Thì trong cái con bướm anh diễn tả đó, thì tôi thấy là cái con bướm này nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái quá trình thụ phấn. Tại vì cây lúa chúng ta thường thì nó đang vào cái giai đoạn tung phấn thì sẽ khoảng từ 7 tới 9 giờ sáng nó sẽ tung phấn. Và trong cái điều kiện như hiện nay thì đối với cái nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc á, thì bà con chúng ta thấy là đó là đúng lúc, đúng liều lượng, đúng nồng độ và đúng cách. Thì đang vào cái giai đoạn trổ lạc sẹt á, phun cái cử trước trổ thì bà con biết là khi mà sáng sớm thì hiện tại thì thời tiết là đang sương, do đó thì chúng ta phải đợi ráo sương thì chúng ta mới phun. Mà từ 7 tới 9 giờ sáng thì lúa nó hãy há miệng ra để bắt đầu nó tung phấn và nó thụ phấn. Do đó thì chúng ta nên phun thuốc vào cái giấc chiều để tránh ảnh hưởng tới cái quá trình tung phấn và thụ phấn của cây lúa. Vâng ạ. Còn ý thứ hai anh muốn hỏi kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này. Với các loại bớm như vậy thì tôi có cần phun thuốc hay không? Tôi tính là phun phòng đậu ôn bằng Trobenlus thì có thể cộng Panmax cộng Panro hay không? Dạ. Dạ xin chào anh, thì thật sự là anh cũng nói cũng rất là rõ bây giờ bớm như vậy là cũng có sự xử lý là không. Thì ngay cái giai đoạn này là anh cũng cần phải quan sát và thăm đồng. Bớm thì khi mình xuất hiện thì mình cũng hoang vội. Nhiều khi đây là một cái điều kiện nó có khả năng nó gây cái tình trạng là gối loạn quần thể nó không có sâu, thì mình đi phun thì nó lại là tốn cái tiền của mình. Thì còn cái việc mà anh nói là vừa cái sâu và cái đậu ôn mà mình cộng tới là 3 sản phẩm. Thì ở giai đoạn này thì công ty khuyến cáo bà con mình đó, là mình nên cộng tối đa là 2 cái sản phẩm, là một thuốc sâu và một thuốc bệnh. Thì đây là nó đã có khả năng nó quản lý được rồi. Thì trong cái giai đoạn mà anh muốn cái ngừa cái bệnh đậu ôm ở giai đoạn mà đồng chỗ hoặc là cái giai đoạn mà đứng cái làm đồng, thì anh khuyến cáo anh là sử dụng 2 cái sản phẩm là Panmax và Trobenlus, thì anh là quản lý được 2 cái đối tượng này rồi. Thì anh không cần phải cộng thêm một cái sản phẩm thứ ba nữa, thì nó sẽ đậu cái chi phí mình lên. Dạ, xin chào anh. Vâng ạ, và anh Trí cũng muốn hỏi thêm kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này. Lúa trổ mà bị lem lép nhiều, vậy thì công ty có thuốc gì để phòng lem lép hay không ạ? Dạ, xin chào anh Trí. Thì cái đây nó cũng có một cái câu hỏi của anh Phạm Văn Trọng, cũng hỏi là cái bệnh lem lép hạt. Thì thật sự là công ty thuốc của bộ sản phẩm của công ty có rất là nhiều cái sản phẩm để quản lý cái bệnh nói chung, trong đó có cái bệnh lem lép hạt. Thì bệnh lem lép hạt thì công ty có rất là nhiều cái sản phẩm ở cái giai đoạn cuối này, thì anh cũng biết. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn gần đây thì bà con mình cũng đã biết là công ty có một cái sản phẩm Trobintop, thì trước đây đã có rồi, bây giờ là công ty cũng đưa ra một cái sản phẩm thêm một cái công thức tiên tiến hơn nữa, đó là một cái sản phẩm Tichra. Đây là một cái sản phẩm mà được nông dân đánh giá rất là cao trong cái giai đoạn mà lem lép hạt. Và khi mà phun như vậy, ngoài cái việc nó quản lý được một cái tập đoàn nấm gây hại trên bên lem lép hạt, thì nó còn có một cái công dụng phụ của nó là nó làm xanh cái bộ lá đồng. Cho nên là sau khi phun cái sản phẩm này thì cái bộ lá đồng nó rất là tốt và nó xanh, và khả năng của nó làm cho cái bông lúa nó giàu gạo tốt hơn và cái hạt nó sẽ mẩy hơn. Đây là những cái điểm mà muốn chia sẻ đến với anh cũng như là anh Trọng. Thì chúc anh thành công trong cái việc mà quản lý cái bệnh lem lép hạt ở giai đoạn cuối. Dạ, chào anh. Vâng ạ, cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ. Khán giả Lê Thanh Phong ở Lấp Vò, Đồng Tháp thì cũng muốn dành câu hỏi cho cả hai khách mời. Trước tiên thì muốn hỏi thạc sĩ Thúy như thế này, đạo ôn thì có liên quan đến ẩm độ, nhiệt độ hay không? Và tại sao
vụ sau cao hơn vụ trước, đạo ôn có biến đổi gen hay không ạ? Dạ, dạ anh Phong ạ. Thì đạo ôn là chắc chắn là nó sẽ liên quan tới vấn đề nhiệt độ và ẩm độ. Thì trong một cái thí nghiệm về cái quá trình sinh bào tử của đạo ôn, nếu mà nhiệt độ mà đưa xuống thấp dưới 22 độ C và trên 40 độ C thì cái bào tử nó sẽ không hình thành. Do đó thì cái điều kiện lý tưởng nhất cho cái đạo ôn nó phát triển là nhiệt độ là khoảng là từ 26 tới 28 độ C và ẩm độ là nó khoảng trên 85%. Do đó thì cái điều kiện như hiện nay ngay từ đầu chúng ta đã đặt vấn đề đó. Hiện tại thì nhiệt độ là đang rất là phù hợp và sáng sớm là có sương mù, do đó thì cái giọt sương nó sẽ động lại trên lá. Đây là cũng một cái điều kiện khi mà cái nấm bào tử, nấm đạo ôn nó động trên lá và nó gặp cái giọt sương này, nó có nước, có ẩm độ thì nó sẽ bắt đầu nảy mầm và nó tấn công vào cái lá lúa. Do đó thì đây là một cái điều kiện mà nấm bệnh đạo ôn nếu mà trên đồng nó có thì nó sẽ xuất hiện và nó có khả năng tấn công để gây hại trên lúa. Còn anh hỏi là tại sao vụ sau cao hơn vụ trước và đạo ôn có biến đổi gen hay không, thì như chúng ta biết thì trên cái báo cáo đã được công bố thì hiện tại là ở đồng bằng sông Cửu Long là có rất là nhiều nồi, nó thuộc loại nấm đạo ôn nhưng mà nó có nhiều nồi khác nhau. Do đó thì cái điều kiện mà vụ sau cao hơn vụ trước là chúng ta cũng phải coi lại cái điều kiện là cái một là cái giống nó có phù hợp với đạo ôn nó phát triển hay không. Cái thứ hai là cái bào tử khi mà vụ trước nó đã có rồi thì nó đã có trên đồng và nó bào tử nó một số nó rất là nhiều. Và cái điều kiện mà nếu mà vụ sau chúng ta luân canh liên tục trên cả cánh đồng mà không có thời gian nghỉ thì coi như là nó cứ là lưng dòng đời của đạo ôn nên nó sinh sôi bào tử và nó tích lũy rất là nhiều ạ. Vâng ạ, anh Phong muốn hỏi kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này. Lúa xạ giống đại thơm 8 mà bị đạo ôn 4%, sử dụng Trobinlet có được hay không? Và anh hỏi là Trobinlet và Trobintop thì khác nhau như thế nào, sử dụng ra sao ạ? Dạ, xin chào anh Phong. Thì anh nêu ra là bệnh đạo ôn nó 4%. Thì thật sự là ngay cái giai đoạn này thì anh nêu ra là chắc có lẽ là bệnh đạo ôn độn lá rồi. Dạ, thì anh cũng biết rằng là trong cái giai đoạn mà nếu mà bệnh đạo ôn mà nó xuất hiện như vậy thì thường thường người ta khuyến cáo bà con mình là phun ở cái giai đoạn chấm kim là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như mà trong cái giai đoạn mà cái bệnh đạo ôn cổ bông mà nó xuất hiện, nó tấn công mà nó đã bị lại là 4%, thì ở đây là em cũng xin thưa với anh rằng là những cái bông mà nó đã bị thì nó đã bị rồi. Nếu mà mình phun là mình chỉ phòng những cái bông khác thôi là nó chưa bị nhiễm. Tuy nhiên là anh cũng đặt ra hai cái vấn đề là chắc có lẽ là anh đã sử dụng cái sản phẩm của công ty là sản phẩm Trobintop và sản phẩm Trobinlet. Thì hai cái sản phẩm này nó có hai cái công thức khác nhau và cái vai trò của hai cái sản phẩm này thật sự với hai công thức của hai sản phẩm nằm trong hai sản phẩm Trobintop và Trobinlet đều là một cái công thức để trừ nấm phổ rộng. Cho nên cái việc quản lý ngoài cái việc đạo ôn thì cái việc lem lép hạt thì cái hai cái sản phẩm này cũng vẫn quản lý rất là tốt. Cho nên là anh cũng phải lưu ý, thì công ty đưa ra nhiều sản phẩm trong cái giai đoạn và kinh doanh đưa ra ngoài thị trường mục đích để cho bà con mình có gì, có cái điều kiện để bà con mình tăng cái sự lựa chọn và có khả năng mình luân phiên cái sản phẩm để quản lý cho cái đối tượng. Thì ở đây là từ đầu chương trình thì cũng nghe nói nhiều bà con cũng ngại tới cái việc là biến đổi gen hay là cái tính kháng nó hình thành gì không, thì đây là cũng là một trong những cái vấn đề mà bà con có khả năng tin tưởng cái sản phẩm của công ty Phú Nông. Thì đây là cái cơ hội bà con mình có khả năng luân phiên để chọn cái sản phẩm. Thì ở giai đoạn đạo ôn cổ bông và đạo cái leo lép hạt thì thường người ta khuyến cáo hai lần, thì có khả năng là mình luân phiên hai sản phẩm này để mình quản lý nó sẽ đạt kết quả tốt hơn. Thì chúc anh và bà con mình thành công. Vâng, cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ. Cũng liên quan đến leo lép thì khán giả Phạm Văn Trọng ở Phước Long Bạc Liêu muốn dành câu hỏi cho thạc sĩ Thúy như thế này. Cách để phân biệt leo lép hạt do nấm và leo lép hạt do vi khuẩn, cả hai loại này đều phun ngừa hay là loại nào cần phun ngừa và loại nào cần nên trị ạ? Chào anh Trọng ạ. Đối với cái lem lép hạt á, thì bà con chúng ta biết là chúng ta không đơn thuần gọi nó là bệnh mà chúng ta phải gọi nó là một cái hiện tượng lem lép hạt. Tại vì lem lép hạt là có nhiều nguyên nhân, có thể là do tác nhân do nấm tấn công, nấm đạo ôn, hay là nếu mà nấm tấn công vào cái giai đoạn nấm đốm dặn á, thì nó cũng gây ra cái hiện tượng lem lép hạt. Rồi tác nhân là do vi khuẩn tấn công thì nó cũng gây ra là lép hạt. Rồi cái tác nhân là côn trùng hay là chích thúc thì nó cũng gây ra hiện tượng lem lép hạt, hoặc là những cái hiện tượng sinh lý khác nó cũng có thể là gây ra lem lép hạt. Do đó thì đây là một cái hiện tượng và bà con chúng ta biết là
chúng ta cũng không có cần mà đợi mà tới biết là xác định nó là nấm hay là vi khuẩn thì chúng ta mới phun. Tại vì bông lúa thì một cái cây khi mà mình nuôi 2 tháng, hơn 2 tháng thì nó lên một cái, chỉ có một cái bông thôi. Mỗi một chồi thì nó một cái bông. Do đó thì đối với cái lem lép hạp hiện nay thì nhà nước vẫn khuyến cáo bà con là chúng ta phải phun ngừa trước trổ và sau trổ đều 2 cử. Nếu mà áp lực cao thì chúng ta có thể phun 3 cử. Do đó thì đối với cái để phòng ngừa lem lép hạt hiệu quả nhất, chúng ta không cần phải phân biệt nấm vi khuẩn mà chúng ta phải phun ngừa vào cái giai đoạn trước trổ và sau trổ đều. Thì hiện tại thì cũng có nhiều cái sản phẩm mà chúng ta có thể ngừa lem lép hạt cả do nhân do nấm hoặc là do vi khuẩn. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn thạc sĩ ạ. Thông qua fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thì khán giả có nickname là Quốc Thịnh muốn dành câu hỏi cho kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này. Thuốc Macram có làm nóng bông lép hạt hay không? Phun bằng tron có hiệu quả hay không ạ? Dạ, dạ. Xin chào bạn. Thì thật sự là cái việc này là bà con mình như đạo chương trình cũng nói rất là quan tâm. Đặc biệt là những cái dòng thuốc trừ cái đối tượng là rầy, là nói chung và nhóm côn trùng kích thúc. Thì bà con mình cũng đã biết rồi. Thì trong cái giai đoạn lúa mình mà đứng cái làm đồng thậm chí chỗ mà đối tượng rầy thường thường nó lại là xuất hiện ở những cái giai đoạn này thì bà con mình rất là ngại ở cái việc là chọn cái sản phẩm nào nó có gây nóng lúa không, nó có ảnh hưởng tới bông không. Thì đây là những cái vấn đề mà thật sự là bà con mình, nhiều bà con mình đã gặp phải ở trong cái vấn đề nào là khi mà nó xảy ra rồi bắt đầu lúng túng, giai đoạn lúa mình cũng gần đã chín rồi mà lại nó bị tình trạng gì. Nhiều bà con mình là chọn nhiều cái loại thuốc để cộng chung với nhau để phun cùng một lúc thì bà con mình cứ nghĩ rằng cái đó là nó sẽ cắt đứt được cái dòng đời của rầy và thậm chí là giảm được mật số. Tuy nhiên cái chuyện đó nó chưa xảy ra. Cái lúa nó bị vàng chưa phải là do rầy, lúa nó bị cháy chưa phải là do rầy mà lấy lại do thuốc trước rồi. Cho nên cái việc này là bà con mình phải lưu ý. Cho nên là đi thăm đồng mà xác định được cái mật số của nó tới một cái giai đoạn ngưỡng gây hại hay là ngưỡng kinh tế thì mình sẽ chọn một cái loại thuốc để mà nó quản lý được tốt. Đây là cái vấn đề mà bà con mình cần lưu ý. Và khi mà đã chọn được đúng cái loại thuốc đó rồi thì mình phải tuân thủ theo cái nguyên tắc uống đúng thì lúc đó nó mới mang lại cái hiệu quả. Và anh cũng biết rồi, cái sản phẩm Fanmac thì công ty từ đầu cũng đã nói là đây là một cái sản phẩm có cái dạng là dạng VWG, cho nên là khi mà pha thì nó tính toa rang của nó rất là tốt và nó rất an toàn cho cây lúa, thậm chí ở trong cái giai đoạn là đồng trổ, cho nên bà con mình yên tâm. Còn việc mà sử dụng cái đồ rồi cũng chính là một cái vấn đề mà bà con mình quan tâm. Ở giai đoạn đồng trổ và thậm chí là giai đoạn trổ mà cây lúa nó đã lớn thì bà con mình nên lưu ý. Mặc dù là sản phẩm Macram là nông dân cũng đã sử dụng cái đề ron, tức là phun bằng máy bay, thì bà con mình cũng đã biết đây là một cái đối tượng rất là khó phun. Mà từ đầu là thạc sĩ Thí cũng đã nói đây là một cái đối tượng có khả năng nó tấn công bừa mặt dưới lá, cho nên là cái việc phun phải đảm bảo lượng nước thuốc và phun phải làm sao để cái con rầy nó tiếp xúc, tức là ở giai đoạn ấu trùng nó tiếp xúc được với thuốc thì nó mới mang lại hiệu quả. Còn cái việc mà bà con mình phun cái đề ron thì vẫn được, tuy nhiên phải đảm bảo cái lượng nước thuốc thì nó mới mang lại cái hiệu quả bà con mong muốn. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, một câu hỏi tiếp theo của khán giả có nickname là Đức Lâm cũng muốn dành cho kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này. Sản phẩm Fanmac có diệt được nhện dế hay không? Và có bị kháng thuốc hay không? Dạ, thật sự là cái sản phẩm Fanmac là công ty đang đăng ký trên cái đối tượng là đặc trị cái đối tượng con sâu cuốn lá. Tuy nhiên trong cái sản phẩm Fanmac của công ty nó có một cái thành phần hoạt chất là một cái thành phần mà nó đặc trị cho cái nhóm côn trùng chích thúc. Tuy nhiên là công ty cũng đã đang trong cái lộ trình để đăng ký đưa vào cái danh mục để quản lý cái đối tượng nhện dế. Vì sao? Vì trong suốt cái thời gian ra ngoài thị trường thì trong cái thời điểm mà lúa ở giai đoạn đứng cái làm đồng là giai đoạn đó thì người ta phun cái sản phẩm cái sâu cuốn lá, tức là cái Fanmac, thì vô tình nó cũng lại quản lý được cái đối tượng nhện dế này rất là tốt. Tuy nhiên trong suốt cái thời gian vừa qua là nhiều bà con nông dân phản ánh về phía công ty là cái sản phẩm này vẫn quản lý được cái đối tượng nhện dế rất là hiệu quả. Tuy nhiên là nếu mà anh thấy được trong cái việc này thì anh cứ sử dụng. Thật sự là trong cái giai đoạn công ty đang đưa vào trong cái danh mục, cho nên là cái việc mà đăng ký thì trong cái lộ trình, còn cái việc mà bà con mà sử dụng thì ở công ty cũng nhận được và cũng đã làm cái thử nghiệm thì nó quản lý được cái đối tượng nhện dế này cũng khá là tốt. Dạ, xin chào anh. Dạ, cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ. Quý khán giả thân mến, đậu ôn, sâu cuốn lá và các loại côn trùng chích hút đang là dịch hại xuất hiện trên đồng ruộng. Nông dân phải có giải pháp phòng trừ hiệu quả thì mới bảo vệ được năng suất cả vụ mùa. Và những nông dân có kinh nghiệm thì sẽ có giải pháp hiệu quả.
mang đến sự khác biệt. Làm hơn 4 hectare lúa ở vùng đất An Giang, anh Võ Thành Tuấn trân trọng những mùa vụ mang về thu nhập cho gia đình. Vụ đông xuân năm nay tuy không thu hoạch ngay Tết như các năm trước, nhưng anh rất vui vì giá lúa đang khá cao, giúp nhà nông có lời. Thêm vào đó, anh tìm ra được giải pháp ưng ý mấy năm nay từ công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, càng làm anh phấn khởi. Vụ này nhiều ruộng bị đau ôm sau cuốn lá tấn công sau đón đồng, nhưng ruộng anh thì không phải lo gì. Từ đây đến sau Tết, vì anh luôn được kỹ sư công ty đồng hành. Thấy xịt chupilut, hai cử mà hai mấy bữa với cử đón đồng, ba mấy bữa thì cây lúa nó mà không có bị gì hết, thấy nó mướt xanh cũng cứng lắm. Cái miếng lúa là năm mấy bữa là sẽ tự thằng tích chờ với thằng chupilut, trừ cái mà với hồng, đậu ôn với mà lem đếp hạt. Tích chờ xài 3 năm nay rồi. Rồi chỗ là sẹt chứ chỗ đều thấy cắt đi. Giải pháp phòng trừ đậu ôn và vi khuẩn sau cử phân bón đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông được nông dân đầy áp dụng, mang lại hiệu quả cao. Lúa có đồng lớn nhưng rất sạch sâu bệnh, nấm vi khuẩn cũng không thấy. Lúa từ 48 ngày, thời tiết cũng có sương mù nhiều. Cử vừa chưa chỗ lẹt sẹt cái chỗ bên lút, Adiwan của số 1 của Phú Nông xịt trước chỗ rồi sau chỗ không có đậu ôn, cổ bông lên lớp hạt xài thấy cũng tốt, lá xanh bóng đẹp, đậu ôn thì khỏi lo. Cuối vụ thu hoạch thì học lúa bự to bóng đẹp sáng, xài cách này cũng 3 năm rồi thấy cũng đạt chất lượng. Thì trước khi tôi đi ra đồng thì lúa cỡ khoảng chừng 40 ngày là coi như là bị con gầy nâu này, thì tôi phun xịt cái mắc cam này, thì coi như cái sản phẩm mắc cam này tôi phun rất là hiệu quả, coi như phun lần trước chết lần sau, rất là hài lòng. Tôi dùng sản phẩm của mắc cam này thì quản lý trên ruộng đồng cũng thấy là hiệu quả rất là cao, nó là triệt để hết. Có hết. Robin Plus, sự phối trộn giữa hai hoạt chất lưu dẫn cực mạnh, duy trì đạo ôn tức thì, lại không cần pha trộn thuốc khác. Robin Plus, hoạt chất tiên tiến điều biến đạo ôn, Phú Nông mang đến sự khác biệt. Thưa kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, nông dân có chia sẻ là công ty có nhiều giải pháp hiệu quả cho từng đối tượng sâu bệnh hại khác nhau, và từ đây đến sau Tết thì giải pháp cho giai đoạn trước chỗ và sau chỗ thì nông dân rất là chú ý. Vậy thì giai đoạn này kỹ sư có tư vấn gì cho nhà nông không ạ? Dạ. Kính chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Thì thực sự là cái giai đoạn mà sau Tết thì bà con cũng như là cái giai đoạn mà trong cái giai đoạn Tết này thì bà con mình cũng biết chỉ nhiều cái trà lúa nó rơi vào cái giai đoạn là đồng chỗ và chỗ, thì bà con mình cũng phải lưu ý. Thì
Mặc dù là vui Tết cho nên nhưng mà bà con mình cũng không quên hả, thường xuyên để mình tranh thủ thời gian để mình thăm đồng. Đây là một cái, vì sao? Vì đây là một cái giai đoạn, nó là giai đoạn cực trọng. Mình chỉ cần là sơ sẩy trong một vài ngày là nó có khả năng ảnh hưởng đến năng suất của mình rất là lớn. Thì bà con mình cũng đã biết rồi. Thì ở cái giai đoạn này bà con mình thăm đồng và phải can thiệp thuốc khi mà nó thấy được cái ảnh hưởng của dịch hại nó tấn công trên ruộng của mình. Mặc dù là nó có Tết đi nữa, bà con mình cũng phải lưu ý ở trong cái việc này. Tuy nhiên là lưu ý bà con mình là bà con mình cũng phải là nên chọn cái sản phẩm. Và cái việc mà sử dụng một cái sản phẩm để cho nó hiệu quả, bắt buộc bà con mình phải tuân thủ theo cái nguyên tắc 4 đúng. Và bà con mình cũng đã thấy rằng là mặc dù cái giá lúa cho nên nó có tăng cao đi nữa, nhưng bà con mình cũng phải lưu ý tiết kiệm cái lượng thuốc phun chừng nào thì cái lợi nhuận mình nó cao chừng nấy. Và mình phải xác định đúng ngay cái thời điểm để mình can thiệp thuốc thì cái hiệu quả kinh tế mình sẽ cao hơn. Tránh tình trạng là khi mà cái dịch hại nó đã gây ảnh hưởng nặng rồi thì mình mới mua thuốc để mình phun. Thật sự lúc này nó tốn kém rất là nhiều và cái chi phí của mình đầu tư lợi nhuận mình nó sẽ giảm đi. Thì cũng mong rằng là bà con mình là ăn Tết, nhưng bà con mình cũng phải quan tâm và phải xác định theo cái giai đoạn mà can thiệp thuốc. Và khi sử dụng thuốc phải theo cái khuyến cáo trên bao bì nhãn mác, và đặc biệt là sử dụng thuốc làm sao cho nguyên tắc 4 đúng thì nó mới mang lại cái hiệu quả. Dạ, xin chào bà con. Cảm ơn kỹ sư. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, lúa giai đoạn đồng trổ thì rất nhạy cảm với sâu bệnh, mà nhiều nhà nông cho rằng là trước Tết thì cần phòng trị dứt điểm đạo ôn để tránh lây lan bệnh. Như vậy thì có đúng hay không ạ? Dạ, kính chào quý bà con ạ. Thì bà con chúng ta cho rằng là trước Tết là cần phải phun trị đạo ôn dứt điểm để tránh lây lan. Thì đối với đạo ôn á, nếu mà nó xuất hiện thì bà con biết là 3 ngày thì nó có mắc én và 7 ngày thì bắt đầu là vết bệnh rất là nhiều và nó đã hình thành bào tử để nó phát triển lây lan. Do đó thì khi mà bệnh đạo ôn xuất hiện thì bà con chúng ta cần phải phun thuốc đặc trị để trị cho nó dứt điểm, chứ thôi là nó sẽ gây hại nặng và nó có thể là bội nhiễm thêm những cái vi khuẩn khác. Do đó thì không phải riêng gì Tết, mà khi mà đạo ôn xuất hiện thì bà con cần phải phun thuốc đặc trị để trị hết bệnh đạo ôn. Còn cái vấn đề mà bà con chúng ta phun trị trước Tết thì chúng ta phải xác định là lúa chúng ta có bị đạo ôn hay không. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì do giai đoạn trước trổ và sau trổ đều đó, thì theo như đã khuyến cáo thì chúng ta phải phun ngừa 2 lần trước trổ là sạc và sau trổ đều để bảo vệ cái năng suất lúa, để tránh cái đạo ôn cổ bông và lem lép hạt. Ở do đó thì chúng ta phải xác định được cái vấn đề là phun trị đạo ôn đã xuất hiện và cái phun phòng ngừa để an tâm ăn Tết là hai cái vấn đề đó khác nhau. Chúng ta không nên là phun ngừa để an tâm ăn Tết, mà nếu mà có bệnh thì phải phun để trị, và cái đạo ôn cổ bông thì bắt buộc phải phun ngừa trước trổ và sau trổ đều ạ. Cảm ơn thạc sĩ ạ. Mộng Mơ vừa nhận được một câu hỏi của khán giả Võ Trung ở Vĩnh Hưng, Long An muốn dành cho kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này. Anh hỏi là hiện lúa bị sâu đục thân và mũi hành, nhờ công ty tư vấn giải pháp để quản lý ạ. Dạ. Xin chào anh Trung. Thì giai đoạn mà lúa của mình là sâu đục thân và mũi hành nó đã xuất hiện, thì thật sự là bà con mình cũng đã biết rằng là cái đối tượng này là nhiều bà con mình cứ nghĩ rằng là mình phải phun phòng để mà mình quản lý cái đối tượng này. Tuy nhiên là mình phòng thì nhiều khi nó chưa đúng. Tại vì là hai cái đối tượng này nó sẽ xuất hiện trong cái điều kiện nhiệt độ, ẩm độ cũng như là cái điều kiện tiểu khí hậu ở bên ngoài, cũng như là cái điều kiện ruộng lúa nó mới thành trở thành một cái dịch để mình quan sát, để mình có can thiệp thuốc là không. Tuy nhiên anh đã nêu ra những cái đối tượng là sâu đục thân và mũi hành, thì ở đây là công ty khuyến cáo mình là cái sản phẩm là Fanrol 250C. Đây là một cái sản phẩm mà được công ty đăng ký và được cấp phép đặc trị trên hai cái đối tượng này. Tuy nhiên bà con mình cũng phải lưu ý hai cái đối tượng này là không khéo là mình đã thấy rồi mình mới mua thuốc mình phun, cho nên là cái hiệu quả nó sẽ là không cao, mà thậm chí là chưa phun mà nó không sao, mà phun rồi nó mới bị. Không phải là như vậy, mà đã nó bị nhiễm rồi mà bà con nông dân mình không thấy, mua thuốc ra phun thì lúc này ống hành nó mới xuất hiện, cây lúa nó mới chết. Thì bà con mình cứ nghĩ rằng là không phun thì thôi, phun thì nó mới có, cái đó là không đúng, là nó đã bị nhiễm trước đó rồi. Cho nên cái việc này là bà con mình cũng phải lưu ý nha. Có nhiều bà con mình nói là mua thuốc của công ty nhưng mà không phun thì không thấy, mà phun rồi bây giờ nó mới thấy. Thật sự nó đã bị rồi, trong cây lúa nó đã bị rồi. Thì lúc mà mình phun thuốc thì lúc mới biểu hiện lên là nó hình thành ống hành và nó chết cây. Thì đó là những cái điểm mà chia sẻ vui cho bà con mình. Bà con mình thấy thời điểm để mà can thiệp thuốc nó rất là quan trọng, và nó tiết kiệm được cái chi phí cho bà con mình rất là nhiều. Thì em xin nhắc lại, đối hai đối tượng này là công ty khuyến cáo
cái sản phẩm Fanron 250C của công ty. Đây là sản phẩm đặc trị hai cái đối tượng mà anh quan tâm. Thì xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn kỹ sư ạ. Khán giả Võ Công Khanh ở Châu Thành A, Hậu Giang muốn dành câu hỏi cho thạc sĩ Thúy như thế này. Theo khuyến cáo, sâu rầy tuổi 1 thì phun thuốc. Vậy như thế nào là tuổi 1 đối với sâu rầy và mật số ra sao mới can thiệp thuốc? Đối với rầy phấn trắng thì khi nào mới nên phun xịt ạ? Chào anh Khanh và quý bà con ạ. Thì đối với cái khuyến cáo sâu rầy tuổi 1 thì mình phun thuốc. Vậy thì tại sao mà chúng ta phải khuyến cáo như thế? Thì bà con biết là cái con sâu rầy khi mà nó tuổi 1 nó còn nhỏ thì nó rất là dễ mẫn cảm với thuốc. Khi mà thuốc tiếp xúc với cái con đó thì cái hiệu quả diệt nó sẽ rất là cao. Như vậy thì chúng ta xác định tuổi 1 như thế nào? Thì khi mà một cái con bướm nó bắt cặp nó đẻ trứng thì trứng khi mà nó nở ra thì đó là cái con sâu tuổi 1. Hoặc là rầy nâu thì trứng nở ra thì nó là con rầy tuổi 1. Và bà con biết thì đối với rầy nâu á, thì chẳng hạn như khuyến cáo thì rầy cám là tuổi 2, tuổi 3. Thì khi bà con chúng ta thấy là đi ruộng thăm đồng mà chúng ta dỗ lên cái cây lúa mà thấy rầy mà nó rớt xuống nước á, nó những cái con nó trắng trắng đó, thì cái vào cái giai đoạn đó là nên phun thuốc. Còn đối với các con sâu thì chúng ta phun tuổi 1, tuổi 2. Chẳng hạn như sâu cuốn lá, nếu bà con chúng ta phun trễ vào cái tuổi 2 là bắt đầu nó sẽ cạp lớp bì bì và nó nhả tơ để nó cuốn lại, nó ở bên trong. Tuổi 2, tuổi 3, tuổi 4 là nó đã ở bên trong và con sâu nó đã lớn rồi. Thì khi mà nó nằm trong cái cuốn lá nó cuốn lại như thế thì chúng ta phun thuốc nó sẽ rất là khó tiếp xúc với thuốc. Nên là cái hiệu quả phòng trừ nó không cao. Như vậy thì mật số như thế nào mới can thiệp? Thì bà con chúng ta biết là tùy vào cái giai đoạn, tức là giai đoạn lúa nhỏ hay giai đoạn lúa lớn. Thì rầy nâu thì thông thường khuyến cáo thì khoảng 2 tới 3 con trên tép. Còn sâu cuốn lá thì tùy vào cái giai đoạn tuổi nhỏ thì có thể là trên 50 con giai đoạn lúa nhỏ. Còn nếu mà giai đoạn lúa lớn thì có thể là 20, 25, 30 con. Và cái giai đoạn này, mật số này thì nó cũng tùy vào cái loài thiên địch trên đồng nữa. Nếu mà mật số sâu như thế nhưng mà thiên địch chúng ta quá nhiều thì chúng ta cũng không nên phun thuốc. Còn đối với rầy phấn trắng thì khoảng là từ 15 tới 20 con trên tép. Hoặc là nếu mà có đếm được ấu trùng thì nó 5 con ấu trùng trên một lá thì chúng ta có thể phun thuốc ạ. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ ạ. Khán giả Lê Văn Phước ở Đồng Tháp muốn dành câu hỏi cho kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này. Lúa giống 5451 35 ngày bị đậu ôn 35% trên 1 hecta và bị sâu cuốn lá 35 con trên 1 mét vuông. Nếu như mà phun thuốc Fanmax cộng với Trobinlus thì có trị cùng lúc được hay không? Với cả hai đối tượng luôn á. Dạ. Và nếu như mà sử dụng thì pha thuốc nào trước để đạt hiệu quả cao ạ? Dạ. Dạ, xin chào anh. Thì anh cũng nêu là giai đoạn lúa mình là 5451 mà 35 ngày thì theo cái nguyên tắc EBM của mình là dưới 40 ngày thì mình không cần can thiệp thuốc, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái vấn đề này bà con mình phải lưu ý, phải thăm đồng để coi cái mức độ gây hại của cây lúa của mình đối với cái dịch hại đó ra sao để mình cần thiết để mình can thiệp. Thì về cái nguyên tắc là khi mà đối với sâu cuốn lá thì khi phun thì khuyến cáo là khoảng là 20 con trên 1 mét vuông thì là đã can thiệp thuốc. Thì anh cũng điêu ra là ở cái giai đoạn đối với cái giống 5451 này, đây là một cái giai đoạn là có thời gian sinh trưởng tương đối là sớm, cho nên là ở đây giai đoạn này nó đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn đứng cái làm đồng. Thì ở với mật số sâu mà nó 35 con trên 1 mét vuông thì đây là cái thời điểm anh có khả năng can thiệp cái thuốc ngay để làm gì. Mục đích của mình là ở cái giai đoạn này là cây lúa nó có khả năng ngừng khả năng đền bù rồi, cho nên là kiện số lá này nếu mà để cho sâu tấn công thì có khả năng làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất về sau. Còn nếu mà cái anh đi ra là ở khoảng 35 ngày mà cái đạo ôn nó đang xuất hiện thì cái giai đoạn này nó bị đạo ôn lá và ngay thời điểm này anh can thiệp thì nó rất là tốt. Vì sao? Ở giai đoạn này là có khả năng là anh đã vừa bón phân để chuẩn bị là đón đồng, mà vừa bón phân thì cái giai đoạn điều kiện thời tiết này nó đã có khả năng hình thành cái đạo bệnh đầu ôm. Thì anh sẽ xử lý hai cái đối tượng này. Thì công ty khuyến cáo mình là cái sản phẩm là Trobinlus 400C để quản lý cái bệnh đầu ôm và cái sản phẩm Fanmax 350C để quản lý cái đối tượng sâu cuốn lá. Thì hai cái đối tượng này anh có khả năng kết hợp để mình quản lý cùng một lúc hai đối tượng sâu và bệnh. Tuy nhiên là anh hỏi hai vấn đề là mình pha như thế nào. Thì đối với hai cái sản phẩm này thì anh pha trước dư điều là dặn nước, cái nào trước cũng được. Tuy nhiên về nguyên tắc phối trộn thuốc, bà con mình nên lưu ý trước khi phối trộn hai cái sản phẩm này vào một cái dụng cụ để phun thì bà con mình nên pha riêng với nhau để mà pha cái loại thuốc bệnh với nước khuấy đều và pha thuốc sâu với một loại thuốc khuấy đều, sau đó với cả hai mới đưa vào trong bình phun thì lúc này nó mới mang lại cái hiệu quả. Và anh phải lưu ý trong cái việc này thì mới là
phát huy hết cái công dụng, cái hiệu lực của cái thuốc. Dạ, xin cảm ơn. Vâng ạ. À, thưa kỹ sư, và trước thềm năm mới thì mời kỹ sư có thể có đôi lời chúc đến bà con nông dân ạ. Dạ. À, kính thưa tất cả bà con nông dân và các bạn xem đài, năm dịp cái năm hết Tết đến thì thay mặt công ty Phú Nông cũng xin kính chúc bà con nông dân mình là một năm mới được nhiều cái thắng lợi trong cái việc mà quản lý cái dịch hại trên đồng ruộng của mình. Trong việc sản xuất mình gặp nhiều cái thuận lợi và năng suất đạt được mình mong muốn, và một điều cuối cùng là mong rằng bà con nông dân mình sẽ tin dùng cái sản phẩm của Phú Nông và chúc bà con nông dân cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng ạ, xin được mời thạc sĩ Thúy ạ. Kính thưa bà con, thì trước thềm năm mới thì cũng là như hưởng ứng cái đề án 1 triệu hecta lúa hiện nay đã khởi động, thì cũng xin chính chúc bà con nông dân chúng ta một cái vụ lúa là được mùa được giá, và những cái vụ lúa tiếp theo thì bà con chúng ta cũng sẽ canh tác để đạt theo những cái yêu cầu về vấn đề năng suất lúa, cái canh tác lúa hiện nay đặt ra. Và cũng chúc bà con một cái năm mới xuân Giáp Thìn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Vâng, cảm ơn thạc sĩ ạ. Quý khán giả thân mến, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Mộng Mơ xin được công bố năm khán giả có câu hỏi hay được nhận quà của nhà tài trợ. Xin được chúc mừng khán giả có nickname Quốc Thịnh, khán giả Nguyễn Minh Trí ở Châu Thành Sóc Trăng, khán giả may mắn thứ ba Phạm Văn Trọng ở Phước Long Bạc Liêu, khán giả may mắn thứ tư có nickname Đức Lâm, và khán giả may mắn thứ năm có nickname là Võ Trung. Xin được chúc mừng năm khán giả. Và đến đây thì chương trình tọa đàm Phú Nông giúp nhà nông chăm sóc cây trồng cũng xin được kết thúc. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông phối hợp thực hiện chương trình. Cảm ơn khách mời tham gia tư vấn và quý khán giả quan tâm theo dõi. Nhân dịp năm mới, thay mặt những người thực hiện chương trình, Mộng Mơ xin kính chúc quý công ty, các khách mời, quý khán giả năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phú Nông mang đến sự khác biệt.